Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một con quét vừa trả lời khảo sát và vừa có thể tải game để trải nghiệm kiếm tiền nhá. Lời đầu tiên thì mình cũng xin lỗi các bạn vì là mình hứa là hôm nay mình sẽ ra clip để hướng dẫn các bạn rút cái đồng release của con game đánh bia về cái tài khoản KuCoin nhá. Nhưng mà mình gặp một cái số lỗi, cái lỗi bé bé thôi, nó cũng không phải là đấy lắm, là mình đã nhập đúng số điện thoại và mình gửi code thì từ lúc 2 giờ chiều mà mình nhấn đến mãi, thi thoảng mình cứ vô mình nhấn tầm khoảng mấy chục lần đến 4-5 giờ chiều nhưng mà code thì vẫn không về. Mình không hiểu tại sao nhá, không biết là có phải là scam hay không, nhưng mà nó đang quảng cáo ở trên Facebook rất nhiều. Mình lướt Facebook thì thấy quảng cáo với cái con game này rất nhiều. Với cái thứ hai là ở trên sàn KuCoin thì cái đồng Jelly này nó vẫn đang lưu thông nhá, nó không phải là mất đi, cho nên là cũng không sợ scam. Chắc là cái này là nó do một cái lỗi gì đấy của nhà sản xuất. Thì ngày mai hoặc ngày kia hoặc là như thế nào đấy thì mình sẽ test lại, nếu mà được thì mình sẽ ra clip nhé. Mình xin lỗi tất cả các bạn rất nhiều. Rồi, ok, thì vào cái chính của cái video này thì mình cũng hôm nay mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn một con quét, đó là vừa trả lời khảo sát này và tải game để kiếm thêm thu nhập nhá. Thì ok, đây mình sẽ đăng xuất ra, mình sẽ đăng xuất cái tài khoản của mình ra. Ok, các bạn nào mà muốn chơi con quét này thì mình có để link ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể nhấn vào và thử chơi con app này nhá. Con app này cũng khá là ngon đấy. Mình cũng thử trải nghiệm rồi. Trước khi làm clip thì mình cũng phải trải nghiệm một lúc thấy con quét này là ổn thì mình mới dám làm clip để chia sẻ cho mọi người. Còn những con app nào mà nó không không thật sự là uy tín hoặc là nó không hữu ích thì mình sẽ không làm nhá. Còn mình thấy những cái web hoặc là cái app nào nó ok, nó ngon thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn hãy cho mình một đăng ký và bật quả chuông và nhấn thêm một nút like cho mình. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Thì ok, sau khi các bạn nhấn vào cái đường link ở dưới phần mô tả xong thì nó sẽ có giao diện như thế này. Thì các bạn nhấn vào chữ đăng ký cho mình này. Thì ở đây cái phương thức đăng ký để các bạn có thể nhập địa chỉ email này, tên người dùng, mật khẩu và nhập lại mật khẩu và nhấn tôi đồng ý với các điều khoản ở đây. Và các bạn có thể đăng nhập bằng Google. Bên này là cái Steam nhá. Thì các bạn muốn dùng được con app này thì các bạn hãy duyệt bằng thứ nhất là Chrome hoặc là thứ hai là Cốc Cốc. Thì mình đang làm Cốc Cốc đây thì nó có dịch thì các bạn có thể dễ làm việc hơn nhá, vì cái trang web này là trang web tiếng Anh. Thì ok, sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn nhấn đăng nhập. Ok, sau khi đăng nhập, đây là cái giao diện chính của cái web này. Thì nó có bật lên một cái cửa sổ như thế này. Thì ở đây nó có một cái trường nhập mã giới thiệu. Thì đây là cái mã của mình. Các bạn nào ủng hộ mình thì hãy nhập cái mã của mình nhá. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Ok, sau khi các bạn nhấn mã giới thiệu xong thì các bạn nhấn trường mở hộp này. Trường hợp mở này, xin lỗi các bạn. Thì ở đây là cái mã của mình cho nên mình sẽ không nhập được cái mã của mình nữa nhá. Ok, mình sẽ tắt đi này. quên mất, thì các bạn nhập mã 10 thì các bạn sẽ nhận được 100 điểm nhá, tương ứng với là 0,1 đô. Thì ở đây cái điểm xu nó quy đổi ra đô thì là 1.000 xu là được 1 đô nhé các bạn nhé. Và cái mức min rút của cái con quét này là rất rất là hợp lý luôn, mà nó rất thấp luôn. Với cái nhiệm vụ mà nó đưa ra là 2 đô các bạn nhé. Còn cái phần rút tiền đấy thì để tí nữa mình sẽ nói sau nhé. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn là một là trả lời khảo sát này, đây trả lời khảo sát này. Cái thứ hai là tải game để kiếm thêm xu này. Ok, các bạn chỉ cần quan tâm hai cái vấn đề này thôi. Với lại cái vấn đề thứ ba thì tí nữa mình sẽ nói là cái vấn đề rút tiền đấy. Thì ok, trả lời khảo sát làm sao thì các bạn kéo xuống dưới này.
kéo xuống dưới. Thì ở đây nó có bốn loại khảo sát nhé. Thì các bạn muốn trả lời khảo sát nào thì các bạn có thể ấn vào, nhưng mình sẽ ấn vào cho các bạn xem này. Rồi, thì sau khi các bạn ấn vào thì nó sẽ có những cái cuộc khảo sát như thế này. Thì mỗi một lần khảo sát thì các bạn được nhận là 246 xu hoặc là 510 xu nhá. Thì tương đương với lại 510 xu có tương đương với lại là 0,5 đô. Thì các bạn cứ trả lời, ví dụ như mình bấm vào luôn này. Ở đây nó cứ hỏi như thế nào thì các bạn hãy chọn những cái đáp án mà các bạn cho là đúng nhất nhá, để trả lời những cái khảo sát như thế này. Thì mình đây mình đang làm clip để rút ngắn cái thời gian, cho nên là mình sẽ không trả lời nhá, mình sẽ nói qua qua thôi. Thì các bạn nào đấy thì các bạn cứ vô trả lời như bình thường thôi. Thì ok, cái thứ hai là cái tải game. Ok, cái thứ hai là cái tải game nhá. Thì tải game làm sao thì các bạn ở đây nó có cái cung cấp tường này, thì các bạn ở đây có rất nhiều này. Đấy, có rất nhiều những cái khóa này là các bạn một là nó đang ở trong cái thời gian bảo trì hoặc là nó sắp ra mắt nhá. Còn đây mình sẽ bấm vào cho các bạn xem luôn này, cộng 50% tiền thưởng này. Đấy, thì đây đấy như các bạn thấy là những cái ứng dụng như là Bi này, Riot Kingdom này, rất nhiều cái Bingo Blue, chơi bi a hay là cái gì đấy mình không rõ lắm. Thì các bạn chẳng cần quan tâm là cái ứng dụng như thế nào đâu, các bạn chỉ cần quan tâm là cái nhiệm vụ nó đưa ra này. Cái thứ hai là cái bên phải của các bạn là nó cho các bạn bao nhiêu xu này, các bạn chỉ cần quan tâm như vậy thôi. Như cái game Riot Kingdom này thì như các bạn xem YouTube thì các bạn thấy nó hay quảng cáo đấy, nó cũng thấy nó cũng quảng cáo rất nhiều. Ở đây nó cũng muốn cho các bạn tải ở đây thì là nó là 14.187 xu nhá, rất hấp dẫn luôn. Thì cứ 1.000 xu là được 1 đô, thì bây giờ là 14.000 xu thì các bạn có phải là các bạn được 14 đô không? 14 đô 1, 14,1 đô, 14,2 đô. Đấy, thì các bạn cứ tải con game này về xong các bạn trải nghiệm trong 30 ngày thì các bạn sẽ nhận được là 14.187 xu này. Đó, rất đơn giản thôi, nó có rất nhiều app nhé. Đây, có thể tải về và giải trí mà. Giải trí, vừa giải trí lại vừa có tiền. Rất đơn giản. Ok, mình sẽ tắt lên cái này luôn. Rồi mình sẽ nói đến cái vấn đề rút tiền luôn. Thì đây. Đây, đây là cái rút tiền. Thì các bạn có thể rút về những cái ví đồng điện tử như là Bitcoin, ETH, Dogecoin hoặc là Litecoin nhá. Satake này, tất cả các đồng điện tử. Hoặc là các bạn có ví PayPal thì các bạn có thể rút về PayPal. Đó, ok. Thì cái thứ hai nữa là các bạn rút thẻ quà tặng như là Amazon, Google Play, những cái trang bán hàng ấy, giống kiểu là Lazada, Shopee ấy, nhưng mà đây nó không có Lazada, Shopee. Thì cái thứ ba nữa là các bạn có thể rút về game như là Liên Minh Huyền Thoại hoặc là CS:GO. Còn mấy cái game này thì các bạn chơi game nào thì các bạn có game nào thì các bạn rút về game đấy. Thì mình chỉ quan tâm đến là rút về những cái ví đồng điện tử hoặc là rút về PayPal thôi. Đó, thì ok. Thì ví dụ như là ở trên này có Bitcoin, ETH, Dogecoin, Litecoin hoặc PayPal thì mình sẽ thử rút về Dogecoin nhá. Mình bấm vào Dogecoin này. Thì ở đây cái đồng Dogecoin này thì các bạn có thể rút về cái ví như là Binance hoặc là KuCoin. Những cái ví mà nó có cái đồng Dogecoin này thì các bạn có thể rút về cái đấy, về cái ví đồng điện tử đấy. Rút làm sao thì các bạn đây, ví dụ như là mình cũng làm luôn cho các bạn xem luôn. Đây, như KuCoin đúng không? Nhưng mình đang sử dụng cái ví KuCoin này. Các bạn có thể vào KuCoin này, xong các bạn nhấn vào phần tài sản của các bạn này. Đây, đây là cái phần tài sản của các bạn. Mình chưa có gì cơ. Thì các bạn nhấn vào cái chữ nạp tiền nhá. Các bạn muốn nạp vào đây thì các bạn nhấn vào chữ nạp tiền này. Các bạn chọn cái đồng coin nhá. Mình lại quay trở lại mình nói luôn. Chọn cái đồng coin hợp lý này. Đây. Đây, các bạn phải chọn cái đồng coin hợp lý nhá. Các bạn ví dụ các bạn muốn rút về Dogecoin thì các bạn nhấn vào Dogecoin, các bạn rút về Litecoin thì các bạn có thể rút về Litecoin. Đó.
Cái lưu ý là các bạn ấn vào cái đồng nào thì các bạn phải tạo cái địa chỉ ví của đồng đấy nhá. Như mình muốn rút về Dogecoin thì mình sẽ nhấn vào cái Dogecoin này. Thì đây, đây là cái địa chỉ ví của mình ở trên cái ví điện tử KuCoin. Thì ok, các bạn nhấn sao chép cái đường địa chỉ ví này. Đấy, xong các bạn quay lại đây này. Đó, các bạn nhấn vào Dogecoin này. Đấy, xong bắt đầu các bạn kéo xuống. Thì ở đây là cái lúc đầu nó chưa có, mình để mình xóa đi. Thì ở đây, đây là cái địa chỉ ví, thì các bạn nhấn dán cái địa chỉ ví Dogecoin của bạn vào đây. Xong rồi các bạn lưu địa chỉ ví này. Rồi ở dưới này là nhập cái số xu, ví dụ như các bạn muốn rút 2 đô đúng không? 2 đô là min rút đúng không? Thì các bạn nhấn là 2.000 xu. Đấy, xong các bạn nhấn xong này, xong rồi các bạn nhấn rút này. Thế là nó tự động nó sẽ về cái ví đồng điện tử của bạn thôi. Thì nó sẽ mất vài phút nhá để được gửi về. Ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn và giới thiệu qua cái con app có thể trả lời khảo sát và tải game giải trí kiếm tiền. Thì các bạn nào thấy hay thì hãy để lại cho mình một đăng ký và một like nhá. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công.